Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ tiến hành bảo dưỡng con máy, một cái chiếc máy của hãng Daiwa, Doraemon ISO. Nói về cái máy câu ISO, đấy thì nó về cơ bản thì nó cũng như là những cái máy câu khác, đấy, nhưng nó có khác đấy, là cái lẫy cò này ở phía nó có một cái cò này. Đấy. Thông thường thì khi chúng ta gạt cái quay một chiều hoặc là hai chiều ở nấc này, đấy, hoặc là ở phía sau này, đấy, ở phía sau này hoặc là ở vị trí này. Đấy, nhưng đối với lại cái máy này thì nó có tay cò này để gạt. Đấy. Tôi đóng chặt một chút. Khi chúng ta quay ở cái nấc này thì là nó quay là một chiều, chúng ta không quay ngược trở lại. Đấy, nhưng khi chúng ta kéo nó lên, đấy, thì chúng ta có thể quay cả hai chiều. Đấy, và nó có cải tiến như vậy, nhưng mà tuy là cải tiến nó đơn giản như vậy, nhưng mà bên trong của nó cái kích cấu của nó rất là phức tạp. Và nếu như mà người mới tháo, đấy, chưa tìm hiểu kỹ về cái con máy này mà tháo ra thì choáng luôn. Đấy, thế thì nó như thế nào thì chúng ta sau này chúng ta sẽ tiến hành bảo dưỡng. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị cái dụng cụ. Tôi biết thì sẽ sắp xếp gọn theo thứ tự vàng ra vàng, đỏ ra đỏ, tức là hai cạnh ra hai cạnh và bốn cạnh ra bốn cạnh. Đây là một số dụng cụ thường dùng đến. Cái quay này mình sẽ tháo ra, và cái sập bu này cũng như vậy, sẽ được xử lý riêng. Đối với cái kìm này thì nó rất là hay. Khi chúng ta tì vào cái ốc này, mình sẽ tháo ra. Khi chúng ta tì vào cái ốc này thì nó sẽ tì vào cạnh. Đấy, tì vào cạnh của ốc. Và ngoài cái việc tì, mình sẽ có cái lực bóp, lực giữ thì nó sẽ không bị trượt đi. Và như vậy thì những cái góc của cái con ốc như thế này, đấy, nó sẽ không bị trầy xước, không bị hỏng. Đấy, cái kết cấu bên trong của nó đây rất là phức tạp, rất là phức tạp, nhìn thấy là đã choáng luôn rồi. Đấy, nó không đơn thuần như là những cái con máy câu biển hay là những cái con máy câu nước ngọt thông thường khác. Đấy, có cái hệ thống này nhìn rất là phức tạp và làm nó sẽ khó hơn so với những cái máy khác. Đối với cái guồng này thì mình sẽ tháo tất cả con ốc này ra và vệ sinh riêng. Đấy, còn riêng cái này thì chúng ta đặc biệt lưu ý đấy, cái rulo thu dây này. Khi chúng ta câu thì nước nó theo dây, đấy, nó sẽ được cuốn, nó sẽ cuốn lên máy và chắc chắn là cái này sẽ, nó sẽ vào rất nhiều. Đấy, đặc biệt là câu biển. Đấy, khi mà nước muối vào, đấy, chúng ta cũng cần phải tháo ra vệ sinh, đấy, và tra dầu vào cái chi tiết này. Thì bên trong nó có những con máy nó chỉ có một cái bạc đạn, có con máy thì hai bên nó có hai cái bạc đạn, và nếu như chúng ta không vệ sinh, không chú ý vệ sinh chỗ này thì cái bạc đạn nó rất dễ hỏng. Thì chúng ta gặp một vài con máy thì đi câu biển thì cái bạc đạn đây là nó kẹt trên bạc đạn.